Mà thực ra là ở cái giai đoạn hiện tại thì Victor hay là Syndra cũng đều là những cái vị tướng nó không phải là quá mạnh ở khu vực đường giữa này. Bạn có thể nhìn thấy là các xạ thủ, à nghĩa là các sát thủ phép thuật ở khu vực đường giữa ấy, nó sẽ cảm giác áp lực hơn. Nên nếu mà Shrine lựa chọn Akali thì tôi đã thấy khó khăn hơn ở bên phía của Shrine một chút. Nhưng Victor cũng là một vị tướng dành cho Hacker. Hacker thì có thể lao ra nhưng bên kia có Xương Lam bất bại thì phải. Đấy, bật Xương Lam bất bại vẫn bị làm choáng. Hacker đang lao và tấn công rất mạnh, nhưng khả năng hút máu người ra là quá nhiều. Ôi là trời ơi, cái pha găng vừa rồi thật sự mà nói thì bản thân của tôi cũng cảm thấy như nó hơi khó để có thể thành công. Và nó khiến cái tốc độ đẩy của El rất là hạn chế, thậm chí trên Odin cũng không lại. Bên này lao vào đến Zilean, nhưng mà lúc này thì CLC đang giải tán ở đám đông với pha bay ngược trở lại. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy sát thương rất đơn giản, những cú tấn công cũng chỉ nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng ở đường trên này Hacker lại tiếp tục ganh mọi người kiếm, nhưng có xe chỉ luôn kim nha. Ơi như cái đó như gì nữa như nào bạn ơi, ui trời ơi. Ồ mày chú, I can believe with my eye. Không thể tin được. Thực ra chúng ta có thể nói một điều rất là đơn giản với những gì mà Ratom đã trả lời phỏng vấn. Cắt hết. Xong rồi đó, tức là ván này xong rồi. Ui, bot lane thì fit hả? Ở bot lane fit thiệt à? Một trận đấu mà nói về lượng tiền thì chúng ta thấy chưa có quá nhiều chênh lệch. Những điều đấy có vẻ là không quá khó khăn khi mà Jerry của EL đang bị tấn công như thế này. Và thậm chí là những tình huống tung chiêu thức vào khoảng không của cả hai bên luôn. Nhưng EL không có đủ đam để có thể tấn công vào người của Layan. Layan quay ra chặt cả đôi luôn. Và đó là điểm hạ gục dành cho iBoy. iBoy đã reset được cú nhảy và EL ngay lập tức phải bỏ chạy ở pha thi đấu vừa rồi. Còn Jerry nó bắn như kiểu cô gái gãi bóng. Pha xử lý biến số rất tuyệt vời và giúp cho Realtom lại có được thêm hạ gục thứ năm. Và chưa dừng lại đó, COC đi tầm 7 tầm 3 và ta đang bị combo vào. Ở đằng sau là có một Shrine đặt trường động lực ra giữ chân Hacker lại. Hacker bắt buộc phải e bảo điện từ được bật ra. COC đang bị bắn tóc biến dí theo và iBoy bắt đầu nhảy lên. Ta thấy được COC đang nỗ lực có thể bỏ chạy, nỗ lực không được. Sun Zanzia đang tới và ta gọi được kỹ năng em thủ cấp cả thuốc súng. Frank hết năng lượng bật bùng nổ sức mạnh, nhưng rất đáng tiếc là không bao nhiêu đam cả. 7-2 dành cho bên phía Reta và họ tiếp tục nâng cao cái tỷ số của mình lên nữa. Còn Hacker hình như Hacker định thả sẽ giả boss hả ta? Đúng là như vậy, bởi vì nhưng mà sau đó chỉ làm cho iBoy mất đi cái lớp tiền trụ cuối cùng rồi thôi. Không, đó vẫn là một trụ dành cho thành viên bên phía của Ratom. Layan bay siêu cuối cũng vẻ hơi hack não đấy, nhưng mà gặp một người Hacker Yuyanja thì tôi combo được hai người, nhưng iBoy không có mặt ở đấy để bắn. Yuyanja đang bị bắn ngược trở lại, anh ta đang có bất khuất và đang bắt đầu vừa đi vừa bắn. iBoy đang bắn ngược trở lại nhưng mà tầm bắn của anh ta đang hơi hạn chế so với EL. Giờ thì Crane đã đến đây, quét tan cả yếu có thể trúng, tốc biến lên bắn đến thầy Eo, và bắn là khá tốt. Đã có tan hộp kiếm rồi, Yuyanja sẽ chấp nhận là người hy sinh. Nhưng nó sẽ nối dài cái chiêu cuối của Eo và giúp anh ta tiếp cận được iBoy. Một tình huống shutdown quá hợp lý đến các thành viên bên phía Ultra Prime. Cái chó chấp hỏi tôi đặt ra to xong mang con rồng mình đi đánh lộn. Trong khi đó thì iBoy bây giờ đã bắt đầu lên món trang bị thứ hai, có thể là một cái ma vũ song kiếm với những cái món trang bị này. Kiếp thì đang bị bắt lại bởi Hacker. Layan đang có mặt ở đây, nhưng là một tình huống mà CLC bay vào, anh ta khiêu khích được hai người, nhưng bóng ma kỳ sĩ đẹp hơn hoảng sợ cả ba người. Và bây giờ Kiếp đang bắt đầu cắt, anh ta cắt rất lành nghề. Tay thợ cắt tóc này có vẻ là hơi xịn quá. Và bây giờ CLC tiếp tục lao vào, nhưng Kiếp còn khỏe, Hacker chỉ còn nửa máu mà thôi. Bên phía kia EL cũng không giúp gì được hơn, và đó là điểm hạ gục thứ 8 cho các thành viên bên phía của Realtom. Alie đang có một dấu hiệu di chuyển, nhưng Kiếp sẽ đặt được một con mắt ở đây và phát hiện được Alie đang đứng ở đây rồi. Stride đứng một góc rất cao. Nhưng bên này thì rồng đã có thành viên bên phía Ratom lao và đánh nhau 4-5 luôn. Đó là một pha giao tranh quá tự tin đến các thành viên bên phía Ratom, nhưng họ vẫn đang thắng khi Kennen đang người nằm xuống. iBoy bị dính bùng nổ sức mạnh đến Stride và rất thấp máu. Stride cũng chưa thể nào gây được sát thương. Đấy là sai lầm rồi khi mà EL sẽ bắn hết. Đã có triple kill và có thể là grab ra kill dành cho EL. Ăn rồng xong đi về đi. Bốn là... người lao vào đấm năm người ạ. Cái vấn đề là ông iBoy ông đi bắn lộ với anh Syndra. Trong khi đó anh Syndra còn đầy đủ combo luôn. Nhiều rồi. Những tình huống lao vào giao tranh thì nó lại không hợp lý. Bây giờ iBoy không dám bắn. Hacker bị hất lên. Anh ta bắt đầu với những tình huống bán người thương giống trận trước ở đấy. Nhưng trận này thì EL gánh lực hơn. Và giờ thì không còn chiêu cuối nữa. Layan ui lao lên bắn đến giữa iBoy. Chất lượng đấy, nhưng bây giờ iBoy có dám nhảy nữa tiếp không? Không, anh ta nhảy ra bắn lính thôi. Tôi cho tiền thì chưa chắc đã dám nhảy vào một con Jerry như thế này.
định đánh luôn á, định đánh luôn, định đánh luôn. Wow. Để coi coi đánh đây được không? Eo đứng một góc rất nhạy cảm, eo đứng một góc cực kỳ nhạy cảm. Anh ta bị đẩy bên trong tường, anh ta đang bị gây sát thương, anh ta đang bị dính hất tung lên. Lượng sát thương đều dồn và Kiếp đang tới với xe chỉ luồng kim đang bị dính kẹt sức, bùng nổ sức mạnh tung ra. Ui. Và bỗng nhiên Kiếp lại là người nằm xuống, nhưng đây là góc bắn của Ivoy hay chăng? Ôi Ivoy chưa kịp bắn được bao nhiêu cả, ôi mém tí nữa chết rồi. Ivoy chơi cái đầu wow. Wow. Ivoy chơi cái đầu wow. Ở cái pha đấy không nhấn đồng hồ thì anh ta có khả năng là cũng nằm xuống dưới cái tiêu đốt của con Syndra rồi. Đó là một pha mà đánh quá với đến tất cả hai đội. Ultraman thì cố gắng ở con rồng này. Rathom thì có lẽ là nên bỏ. Bởi vì đây dù sao cũng chưa phải linh hồn dòng nước. Nhưng bây giờ Crying ra người bị bắt lại. Anh ta bùng nổ sức mạnh vào người của Layan. Mất một nửa máu, mất chiêu cuối. Nổ. Thôi xong rồi. Mất bùng nổ là win được rồi. Họ cử Zeri ra để ăn con rồng. Nó khiến cho khoảng thời gian nữa Ram đang không có đủ sức mạnh. Bây giờ đã đi được với lại những người đồng đội của mình. Baron vẫn đang được ăn. Baron vẫn đang được gây sát thương vào. Chúng ta đẩy hắn người ra và đó là Baron sẽ có thành viên của Rathom. Họ đang nỗ lực có thể bỏ chạy bóng ma kỵ sĩ được tung ra. Chắc chắn Ora không muốn dừng lại ở đó. Cũng muốn dịch chuyển đến từ Grayen và khoảng thời gian này được mất khá lâu. Bỏ xâm xét đường tàu đang quá mạnh mẽ và Sway nằm xuống đường rất lẹ. Ivor tóc biến để có thể chiếc kiểm cho bằng đường Grayen. Phía cánh này một mình cân hay chăng? Không, không cân được rồi. Eo đã nhảy qua, eo nhảy qua, eo nhảy qua, eo nhảy qua, eo nhảy qua. What the hell của con Zeri rồi solo down với lại Tristana. What am I looking for? Bây giờ thì Layan có thể chạy về được với chúng ta. Có là mình là giáp liệt sĩ nên cái tốc độ chạy là rất nhanh. Kích được E rồi, Ivoy sẽ về để phòng thủ. Và đó là một pha giao tranh 3 đổi 3. Nhưng đội có Baron lại là bên phía của Rathom. Và thậm chí là Layan cộng với cả Tristana sẽ nhảy xuống tiếp con rồng nước để lấy cho mình linh hồn rồng nước. Hacker cũng là CLC là không đủ để có thể ngăn cản. Như vậy là sau một pha giao tranh của thành viên bên phía Ultrafarm đã có những tình huống giao tranh quá đà. Đáng lẽ ra họ sẽ dừng lại ở một tình huống là để đối phương ăn cho mình là con Baron. Đối với Hacker mất nhiều máu quá và ta đang phải lùi ra. Hình như lũ Ultrafarm định tràn ra đánh thì phải. Họ đang... Nếu mà Hacker như đây máu tràn ra đánh bốc hơi đấy. Nên cần phải lưu ý và cẩn thận. Vấn đề của bên phía Ultrafarm bây giờ cũng là Kennen của Alien chưa tìm được một pha nào sử dụng bão sầm xét thật đẹp vào tuyến sau của đội hình, mà đa phần anh ta sử dụng bão sầm xét để ngăn cản cái bước tiến của con Wen là chính. Hacker đang bị cầu máu là rất nhiều, bật cho mình xương la bất bại lên để câu thêm thời gian, nhưng mà bắt buộc vẫn phải dùng cái xé nhưng eo lại eo quá lại cao. Là solo Tristana kiểu chắc chị sợ bé. Ôi Grayen mất bộ, ôi ba Grayen mất cái bóng chiêu cuối của mình rồi và ta đang nỗ lực để có thể QE hỗ trợ những đồng đội của mình thôi. Góc này là góc Ivoy được bắn, xe chỉ luồng kim của Kiếp kia nè. Ui trời ơi, không có kinh sức vào đâu thì làm sao cản nổi đây. Kiếp có được mạ gục, còn eo, eo lại lần nữa bắn nhưng kỳ này thì anh ta không còn có góc nào để bắn được cả. Chính pha solo kill, nỗ lực solo đến từ eo lại một lần ra khiến cho bên phía Grayen có những góc thuận lợi để có thể giao tranh vào. Grayen làm như thế này, Grayen lấy được tóc biến của đối thủ. Nhưng Grayen chưa có bùng nổ sức mạnh. Grayen đã xài bùng nổ sức mạnh của người. Wow. Cứ bò lao và tấn công, Kiếp đang tới được thể cắt. Grayen dứt điểm và bùng nổ đối thủ. Nhưng Grayen không có góc nào để dây đam lại cho Ivoy. Nhà chính nổ 2-0 cho Rathom. Vẫn là một chiến thắng ở bên phía Rathom. Bất chấp chính bản thân họ cũng đã có những pha giao tranh một cách quá là liều lĩnh.